đâu mình thả đi. Cái con vật đó nó mang lợi ích phóng sanh thì mình sẽ tăng thọ, nhưng ngược lại nếu mình hầu hướng cho một người nào trong người thân của mình, người đó sẽ tăng thọ ngay. Bà biết sao mấy con ếch nó cứ chạy vô bờ. Nhưng mà tại sao cái người đó tăng thọ? Đây tôi không nói về vấn đề vô vi huyền bí. Nhìn phóng sanh vậy nhưng mà phóng sanh sai cách. Mà tôi nói một cụ thể trên vấn đề về khoa học huyền bí. Dục như dục đá ra rồi cũng vô nữa. Dục như dục đá. Bởi vì những con ếch này là ếch nuôi. Thầy thả nó ra tự nhiên, nó không có kinh nghiệm sống mà tự nhiên. Cái này là người ta nuôi từ nhỏ trong chợ và người ta chuẩn đem ra chợ bán để đi làm thịt. Thà mua những con này, mình mua những con ếch giống con nhỏ xíu, nó rẻ hơn mà mình thả ra tự nhiên nó sống tốt hơn, cũng không ai bắt nó. Thả quá trời rồi, hết bao này tới một thả ra rồi người ta cũng bắt lại hết làm thịt hết à. Những con này không có sống trong tự nhiên được, bởi vì nó đã được nuôi lớn quen rồi nên nó chả có sợ người gì hết. Thả nó ra là nó cứ bu vô bờ vậy, thấy không? Toàn là ếch nuôi, cá nuôi đồ không à. Liên liền nha, tháng hoài không hết. Chỉ có thả con giống thôi thưa quý vị là tốt nhất. Nhưng mà tại sao cái người đó đây tôi không. Còn giải cứu động vật đúng cách là mình phải giải cứu những con sống trong tự nhiên, mình thả nó bởi vì nó chuẩn bị đem làm thịt và nó có vai trò trong tự nhiên, mình thả nó mới được lợi ích. Lợi ích phóng sanh này là những người hiểu nhưng vẫn làm chưa đúng bởi vì thiếu trí tuệ. Đi ra ngoài chợ á, hay đi đường thấy ai bán con chim, con cá, rắn, con ruồi là cái con đó người ta bắt, người ta đi bán, người ta sắp làm thịt. Câu này đúng, người ta bắt, người ta đi bán, sắp làm thịt, chứ không phải người ta nuôi, người ta sắp làm thịt. Những con ở ngoài chợ là nuôi không à? Đó. Anh chị hiểu được cái công việc giải cứu động vật của em rất là vất vả là như thế nào, bởi vì em giải cứu những con trong tự nhiên chứ không phải những con đang nuôi ở chợ. Và những ai mà đang muốn bắt những con ở chợ đi cứu á, là không có phước mà tạo nghiệp. Bởi vì sao? Nó cái số nó là phải đem ra chợ bị làm thịt, mà mình đem thả nó ra tự nhiên nó cũng chết. Bởi vì ra tự nhiên nó không biết cách sống mà tự nhiên nó chết, nên mình thả nó thật ra phước báo chả bao nhiêu. Ra là người ta thấy nó to, nó bự là người ta canh men, người ta bắt nó. Mình vừa tạo nghiệp cho người ta mà cho cả bản thân của mình và cho cả con vật, mất phước tới 3 lần. Con xanh mà dặn người ta bắt mua nữa. Đúng. Chỉ mình chỉ nên mua những cái con mà nó đang bị người ta bắt trong tự nhiên thôi. Còn phóng sanh là cứ đi mua con giống về phóng sanh thì sẽ tốt nhất, không ai hại nó. Quý vị biết em là người ăn chay nhưng em phải ăn thịt đôi khi, bởi vì trong việc hồi hướng phước đức thì mình có nhiều phước đức thì mình có thể hồi hướng cho cái con vật bị mình ăn luôn. Đó, ăn chay là rất tốt. Ăn chay thật sự rất tốt. Ăn chay khoa học chứng minh là nó còn tốt hơn ăn thịt, bởi vì nó tiêu hao, nó không có cholesterol, nó không có những chất độc nguy hiểm. Giống như protein có trong thịt nó cũng đều tổng hợp từ rau củ quả. Đó, những con vật nó ăn những rau củ quả vào, nó có, nó tổng hợp ra protein cho mình, rồi mình ăn thịt nó thật ra là rất là ác. Và tại sao mình không ăn chay luôn từ ban đầu mà phải ăn thịt nó? Nên em ăn mặn là tùy duyên, là những con vật đó bị chết rồi và không có gì thì em sẽ ăn, chứ em không mong chờ để ăn nó. Có đồ ăn chay em sẽ ăn chay. Đây, buổi sáng của em ăn với hạt hạnh nhân rất là ngon nha quý vị. Hạt hạnh nhân muối này em ở nhà mua cho. Ăn hạt dẻ ăn cũng được, nhưng mà hạt dẻ ăn với cơm không được, không có thích ăn. Mà hạt dẻ mất tiền lắm. Hay là hạt ốc chó cũng vậy. Ăn hạt hạnh nhân với cơm nó rất là ngon và béo, nó có rất nhiều protein. Em sẽ ăn đậu, ăn cơm, ăn đậu nấu cháo hay là ăn rau củ quả gì đó.
Yeah.